Hẳn là ai cũng đã từng trải qua tình trạng iPhone bị kiệt pin. Nôm na là iPhone cạn pin đến cái độ không thể hồi âm dù chỉ là một tia sáng nhỏ, đến khi cắm nguồn cũng im phăng phắc hoặc lên táo rồi lại tắt. Ai yếu bóng vía chắc chắn sẽ mang máy đến cửa hàng ngay. Nhưng khoan, hãy bình tĩnh và thử cái mẹo này. Bạn cần có cho mình một thiết bị sạc chính hãng hoặc cắm vào USB laptop để đảm bảo nguồn điện ổn định. Đến khi hiện cục pin màu đỏ, bạn tiến hành giữ nút nguồn và home cùng lúc cho đến khi tắt hẳn. Tiếp tục ngồi chờ, sẵn lướt LeetMatch để trò chuyện, kết bạn, chơi game các kiểu. Tại LeetMatch này nó thú vị quá. Thấm thoát đã 30 phút thì chiếc máy của mình đã được kích pin thành công để sử dụng bình thường. Lưu ý là tầm 10-20% thì đem đi sạc đi, đừng để xảy ra cái tình trạng như này nữa.